Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Nam, rồi tan dần. Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên trong đêm qua và sáng nay tại khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định thì vẫn có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm trong vòng 24 giờ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 150 mm. Mưa sẽ còn tiếp diễn trong hôm nay và cả ngày mai. Vùng mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 220 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum và cả Gia Lai. Nằm trong xu thế mưa nên thành phố biển Đà Nẵng hôm nay trời phổ biến nhiều mây, mưa gần như xuất hiện bất cứ lúc nào. Do có mưa nên tiết trời mát mẻ cả ngày và đêm khi biên độ nhiệt sẽ từ 26 đến 31 độ. Mưa dông cũng là hình thái chính chi phối các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay cho tới ngày 25 tháng 9 bởi gió mùa Tây Nam thì có cường độ trung bình. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong xu thế này, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mây bao phủ cả ngày, mưa dông cũng xảy ra bất chợt, trời mát và dễ chịu với mức nhiệt cao nhất trưa nay khoảng 31 độ. Đáng chú ý mưa dồn dập với lượng lớn vào khoảng chiều tối, gây ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp, đi kèm với thời tiết nguy hiểm như sét và gió giật mạnh, người dân cần hết sức chú ý. Vùng mưa có xu hướng dịch lên phía Bắc nên hôm nay Hà Nội và các tỉnh khu vực đồng bằng ven biển Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng lên đến phổ biến là 50 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Tiết trời tại Hà Nội rất mát mẻ, biên độ nhiệt từ 25 đến 30 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.